Trời gấu là cho mày báo nó rồi mày kêu cửa gì ông sùng với mày. Ê anh hai, em hai đi chút tiền không? What? Ủa là sao? Bây giờ vô em luôn, nếu như anh hai tìm em được một chén á là em sẽ cho anh hai 500 ngàn. Adu. Adu, gớm ghê ông nội. Còn nếu như anh hai tìm em được 7 chén á là em cho anh hai một cái siêu xệ luôn á, mua 10 ngàn của bạn em. Gì mày, à VIP ảo mà Canada gì có 10 ngàn gì? Trời ơi, à có giàu lắm tao bạn em nghĩ ghê em á, anh hai bán là em cho giá rẻ á. Adu, gớm ghê ông nội. Ê, bây giờ tức là vô trong tạo phòng tứ chiến đúng không? Và kiếm em là 7 gián là anh được một cái hạt mà siêu VIP đó. Đúng rồi. Còn nếu như mà kiếm được một gián á thì mày đưa anh 500 ngàn. Dạ. Đù, cơ hội làm giàu rồi anh em ơi, được rồi đó. Nhưng mà từ từ, nếu như mà anh không kiếm mày được thì như nào? Anh hãy sẽ ăn 7 miếng chân. Đó, mình biết nguyên nhân tại sao mà nó rủ mình rồi anh em à. Đu, tính ra là mình cứ nghĩ là nguyên một trận đấu là ăn 7 miếng. Vì chơi ăn gián với mày, tính ra là một gián là anh được 500 ngàn. Còn nếu mà anh kiếm mày không được một gián mà để mày thắng ấy, là anh ăn 7 miếng chanh đúng không? Đúng rồi. Phải, nội thề mình không biết ăn chanh anh em ơi, cay với nồi gì. Tôi dẹp nghỉ luôn đi. Chứ như tháng cho em đổi ý à. Gì đổi ý hả? Dạ. À, thôi 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 thôi. Thôi nói chung là chơi luôn anh em ơi, mình cũng đang rất là cần tiền luôn anh em à. Nhưng mà mỗi trận đấu là anh phải lấy 500 ngàn đó nha, nếu mà anh thắng nha. Dạ. Ok nha. Dạ. Rồi vô game mày. Dạ. Ok anh em ơi, bây giờ là tôi sẽ lên đi đếm nha anh em ơi. 5 10 15 20 25 50 100. Ok anh em ơi, tôi sẽ đi tìm nhà nãy như thế cho nó nhanh gọn lẹ anh em à. Thì để xem là bé Lâm nó có trốn gần tôi không nha. Hy vọng là nó trốn gần tôi để tôi tìm ra nó cũng như là lấy 500 ngàn anh em à. Trời gấu là trời, cứ mỗi trận đấu mà tìm ra nó là được 500 ngàn. Ui bãi nồi, làm giàu không khó anh em ơi. Rồi bây giờ là Bo đang dần vô anh em ơi, tôi sẽ đi tranh thủ cũng như là kiếm nha. Miễn là Bo vô mà kiểu tôi không tìm được nó anh em là khả năng cao là toan luôn anh em ơi. Là tôi phải ăn là 7 miếng chanh anh em à. Ui vãi nồi, một gián 7 miếng chanh, gớm ghê ông nội. Ok để xem là nó đang ở đâu nha anh em ơi. Tôi nghi nghi là nó trốn dưới biển anh em à. Tại vì dưới biển này khi mà anh em xuống đây ấy, mà anh em ngồi xuống coi như là mất tiêu luôn anh em ơi. Nhưng mà để xem là nó xuống biển không nha. Tiên Lâm này đèo anh em ơi. Ok bây giờ tôi xuống đây này. Ui hình như là không có anh em ơi. Nó trốn đâu kỹ thế nhờ. Phải nồi thật sự. Ê đây 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 em ơi, lún cái chân ơi rồi. Đây rồi Lâm ơi, 500 ngàn đầu tiên. Ui nó đứng ngay đây luôn anh em à, ảo ma thật sự luôn ấy. Nhưng mà chỗ này cũng hơi kín anh em ơi. Rồi bây giờ là tôi đã hạ với Lâm một gián đầu tiên rồi nha anh em ơi. Đây, lẹ đây, 500 ngàn. Ok anh em ơi. Em trúng tỷ gì mà anh hai cũng hai đường á. 500 ngàn đầu tiên anh em à. Hơi bị cay rồi, mặt cay rồi anh em ơi. Bé Lâm nó sai lầm tôi trẻ khi mà rủ tôi chơi trò trúng tiền rồi anh em ơi. Bởi vì ngày xưa tôi chính là một bé chơi trò luôn anh em à. Tính ra là ngày xưa tôi toàn đi tìm người ta không anh em ơi, chứ tôi không có đi trốn. Bởi vì tôi trốn rất là dở luôn. Thành ra tôi phải nói bị đừ anh em ơi, ảo ma thật sự, không cho về ăn cơm luôn anh em à. Những anh em nào mà chơi trò trúng tiền mà kiểu bị đừ mà toàn đi tìm ấy, mà người ta không cho về kiểu ăn cơm rồi nghỉ ấy, thì anh em comment dưới nhà. Thề luôn tới tối luôn anh em à, đi tìm tao nói là cùng làng cuối sớm luôn ấy. Ok bây giờ là tôi sẽ đi tìm Lâm nha. Hình như là trong này anh em ơi, tôi đoán là thế anh em à. Ok vãi nồi, cái chỗ trốn lý tưởng như này mà bé Lâm nó không trốn anh em ơi, tính ra là gần nó luôn ấy. Ok bây giờ là Bo đang dần vô anh em ơi, tôi sẽ đi tìm nhanh cũng như là để xem nó đang núp ở đâu nha. Nếu mà không tìm ra là tôi sẽ ăn 7 miếng chanh là hơi toan anh em à. Ok bây giờ tôi sẽ vô đây. Ê đây 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 đây, tính vô đây nhưng mà nó nằm ở trên này luôn anh em ơi. Ê nằm ở đây hả mày, sao mà đỡ được rồi hay không anh em ơi. Nhanh đây, 500 ngàn, tốc độ đây. Đây anh em ơi, đúng kiểu làm giàu không khó luôn ấy. Ok anh em ơi, bây giờ là tôi bắt đầu đi tìm nha. Tôi đoán là nó núp ở đâu bên tay phải này của tôi anh em à. Đấy, nhưng mà để tôi tìm thử là có không nha anh em ơi. Hiện tại là tôi đang có C80 anh em à. Mỗi lần mà tìm được bé Lâm ấy, một viên một lần thôi đi đời luôn anh em ơi. Ok, để tôi vô nhà gỗ trước anh em à. Á đù, không có trong này anh em ơi. Ui, thanh niên Lâm này bắt đầu là lên trình trốn sao anh em à. Không có đây luôn này. Ok bây giờ là tôi sẽ bắn thẳng qua bên nhà gỗ bên này luôn nha, để xem có không nha anh em ơi. Tôi nghĩ là nó không trốn ngay nhà đá đâu anh em à, bởi vì nhà đá là Bo dễ vô lắm anh em ơi. Ok qua tới cái nhà này anh em à. Ê đây hiểu con sắt lên này anh em ơi, đây nó không chừng cái ba lô nó là đã hại nó rồi anh em ơi. Á đu thật sự luôn. Ui ui, mang cái ba lô mà đi núp kiểu này thôi chịu luôn lắm mà, sao mà đỡ được. Rồi bây giờ là tôi tiếp tục cũng như là có 500 ngàn nữa rồi anh em ơi. Cái này mới gọi là làm giàu không khó nè anh em ơi. Đây lại đi 500 ngàn lại đi. Đấy hợp lý luôn anh em à.
ngon lành cành đào gọi anh em à. Cứ mỗi dáng là tôi lại được 500 nghìn cũng như là quay kim cương tặng cho anh em. Trời gượng là trời nhất cái nách thế nhỉ. Bé Lâm nó chơi cái trò này như kiểu là nó mang tiền nó cho mình luôn anh em à. Chứ kiểu trò này mình chơi rất là hay luôn anh em ơi. Ui không có trong này anh em à. Ok bây giờ là tôi sẽ lên nóc nhà để xem là nó có trên này không nha anh em ơi. Tôi sợ nó là nó lên nóc anh em à. Như kiểu là nơi nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất anh em à. Ui không có luôn anh em ơi. Rồi bây giờ là tôi sẽ dần di chuyển qua bên chỗ của nó anh em à, để xem là núp chỗ nào nha. Thanh niên Lâm này chắc là càng ngày càng tiến bộ núp rồi anh em à. Tính ra là sau mỗi trận đấu á là nó rút kinh nghiệm anh em ơi. Ê đây đây đây. Ôi trời trời, tính ra là tôi không để ý là coi như đi qua luôn anh em ơi. Vãi nồi thật sự luôn ấy. Á đù lại cái ba lô là tôi thấy anh em à. Tôi nghi nghi là kiểu màu xanh xanh là tôi biết nó anh em ơi. Đèo ơi bể nồi cơm điện này thì núp ở mày dưới đất không núp mà lên trời núp ảo ma Canada. Nhanh đi, nhìn cái gì mà nhìn không biết nữa. Vãi nồi đi mày, em gian gì. Làm giàu không khó rồi anh em à. Mỗi ván đấu là tôi được 500 nghìn anh em à. Nhưng mà bây giờ là 4 ván rồi cho nên là tôi được 2 triệu rồi anh em ơi. Ui ui, đại gia chứ còn gì nữa. Ok, vô cái nhà này để xem là nó có núp trong này không nha anh em ơi. Ui không có này. Ok, bây giờ là sẽ qua bên này nha anh em à. Ui lại không có này, ui, thằng này núp đâu ta. Đù. Đây đây, lại cái ba lô của nó anh em ơi. Vãi nồi cái ba lô xanh xanh này. Ui tính ra là cái ba lô này Hải với Lâm là 3 dáng rồi anh em à. À nó vẫn ngồi ở đây núp anh em ơi. Tính ra là tôi không thấy nó nhưng mà cái ba lô thì nó rất là màu mè luôn anh em à. Thành ra là tôi cực kỳ là dễ nhận diện luôn anh em ơi. Đấy rồi, ok. Bây giờ là tôi sẽ bắn luôn nha anh em ơi. Đấy, rồi tôi sẽ ra cũng như là lấy tiếp tục là 500 nghìn anh em à. Tiền đây, tiền đây. Đây nữa anh em ơi, nó chuẩn bị sẵn luôn rồi. Đây. Trời ơi, trời chết đàng hoàng của mày. Ok anh em ơi, mình lấy cũng khá tiền của bé Lâm rồi anh em à. Nếu như mà mấy đại sư huynh từ nãy tới giờ xem video của mình mà chưa ấn like thì nhớ là cho mình xin một like đi chứ còn gì nữa. Dạo đây tôi thấy là kênh của mình khá là ít bạn like luôn cho nên là các bạn nhớ ấn like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, kiểu như là like chính là các bạn thích tôi với lại là bé Lâm ấy. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ lên đây anh em à. Á đù, nó không lên đây trốn anh em ơi. Hình như là nó biết là tôi lên đây tìm nó anh em à. Tại vì ở đây là rất là dễ nhận diện luôn anh em ơi. Ấy lên đây tìm phát một là coi như ga luôn nếu mà chúng tìm đông anh em. Nhưng mà bây giờ thì tôi tìm mỗi bé Lâm thôi anh em ơi. Chứ là nó trốn một chỗ khác rồi anh em à. Á đù, từ từ để tôi vô trong này để xem là có không nha anh em ơi. Tôi nghi nghi là nó trốn trong mấy cái thùng container này anh em à. Á đù, rồi xong không có rồi anh em ơi. Ôi, tính ra là bây giờ nó mà chỉ có con đường là trốn trên nóc xưởng thôi anh em à. Ê, đừng có nói nó lên nóc xưởng nha. Trời ơi, trời tôi lên tôi tìm là toan luôn anh em ơi. Ok, bây giờ tôi lên thử để xem là nó có không nha anh em à. Ê, đây, 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 nó nằm ở đây luôn anh em ơi. Trời ơi, trời nó nằm ở đây, nó ngủ rồi anh em à. À, ok, tiễn dông nó luôn anh em ơi. Đấy, 1, 2, 3, sao mà đỡ được. Ok, bây giờ tôi đã có tiếp tục là 500 nghìn nữa rồi anh em à. Này thì trốn không mày. Vãi nồi nó còn sợ mình phát hiện vị trí của nó anh em ơi. Ảo ma Canada thật sự luôn anh em à. Bé Lâm nó nghi ngờ tôi là nhìn trộm trong lúc mà tôi lấy tiền anh em. Tôi nhìn trộm là nó trốn anh em ơi. Nhưng mà hồi nãy giờ tôi không có nhìn anh em à. Tức là nãy giờ tôi mà qua lấy tôi qua lấy tiền anh em thì nó đều là lấy điện thoại cũng như là bỏ xuống nệm anh em ơi. Đấy nó không cho tôi nhìn anh em à. Nhưng mà không sao, từ nãy giờ tôi chơi cực kỳ là trung thực luôn anh em à. Ok, bây giờ tôi xem là nó trốn ở đâu cũng như là cho nó một viên là M187 là ra đi, nó là không bao giờ trở lại luôn. Cái tội mà kiểu như đang nghi mình em à. Ui, tôi đang có radar anh em ơi. Bây giờ bật lên xác định là biết nó đang ở đâu luôn anh em à. Nhưng mà thôi, tôi không chơi dơ đâu anh em ơi. Đấy, tôi vừa nói là chơi cực kỳ là trung thực luôn anh em à. Ok, bây giờ là bo đang vô, tôi sẽ đi tìm nó để xem là nó đâu bắt đầu nha anh em ơi. À, quên nói với anh em nữa là khi mà bo một vô anh em là khả năng cao tôi thua anh em à. Bởi vì bo một vô là đâu còn chỗ trốn đâu anh em. Đấy thành ra là tôi xác nhận là thua luôn anh em ơi. Để xem là nó núp ở đâu nha. Đây rồi, chắc chắn là núp trong này. Không có luôn anh em ơi, vãi nồi thật sự luôn. Ê đây 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 đây. Tôi đang có ý định là lên trên cao trở lại anh em à. Nhưng mà tôi thấy là nó đứng ở đây anh em ơi. Ui vãi nồi thanh niên Lâm. Lần này là xin vĩnh biệt cũ rồi chứ còn gì nữa. Ok, bây giờ cuối cùng là tôi đã chốt kèo với Lâm với tỷ số là 7-0 anh em ơi. Tiếp tục là có 500 nghìn nữa và thêm một cái ạc cực kỳ VIP của nó luôn anh em à. Đấy, để xem là cái ạc đó là có những đồ gì nha anh em ơi. Thì nếu như mà anh em muốn là tôi review cái ạc đó thì nhớ là comment đi nha. Bé Lâm lần này là nó khóc tới tết luôn anh em à.
Thì tổng 7 dáng là tôi lấy được của nó là đâu đó 3,5 triệu anh em ơi. Nhưng mà còn 500 ngàn tôi chưa lấy anh em à. Một xíu nữa tôi ra cũng như là lấy luôn kèm với cái hạt anh em ơi. Thì bây giờ là tới phần câu hỏi với mọi người nha. Anh em trả lời đúng này cũng như là mình tặng kim cương cho tất cả anh em trả lời đúng luôn nha. Kẻ địch mang mũ 3, chúng ta bắn một viên M500 lên đầu, hiển thị bao nhiêu máu? Đó anh em nhớ là trả lời đúng này, kèm theo đi game của anh em vô nha. Đừng quên là lên shop C mà biết chúng con mình cũng như là quay em cương và đua tới một thẻ mùa hè này để lên top 1 cũng như là lấy 70.000 cương mỗi tháng nha anh em ơi. Hiện tại shop tôi là X2 thẻ này cũng như là 100% chúng cương nha. Đường link tôi để phần comment cũng như là phần tả nha anh em ơi. Đây, 500.000 cuối cùng anh em à. À khoan, cái hạt nữa. Đây đúng rồi anh em ơi, nó chuẩn bị sẵn luôn này. Ủa mình diện lâu lắm vậy đi chứ. Trời ơi, là trời chơi chân gian mà giật lại mày. Đây. Bỏ ra coi, thua thì chấp nhận thua đi. Ok anh em ơi, thì bây giờ là mình kiểu như là có gạt rồi. Đấy, thì nhưng mà hàng này đăng nhập được đúng không? Trời ơi, mày nói cũng đăng nhập được nữa là não luôn cướp luôn ấy. Ok anh em ơi, chắc là mình nghĩ là đăng nhập được ấy. Và nếu như mà anh em muốn là ngày mai mình review cái hàng này cho anh em coi, nhớ là comment chứ nha. Nhưng mà hàng biết đúng không? Đấy, tên Lâm là cây kiểu như là muốn khóc luôn anh em ơi, đỏ mặt luôn mày. Đây chính là cơ hội mà lần đầu tiên mình lấy tiền với Lâm anh em à. Ok nha, thì bây giờ chắc có lẽ là máy bay và hẹn gặp lại anh em ở video sau.